phương trình đường thẳng. Một nhỏ, vector chỉ phương của đường thẳng. Hoạt động 1, trăng mặt phẳng OXY cho đường thẳng delta là đồ thị của hàm số y bằng 1/2x. A nhỏ, tìm tung độ của hai điểm M0 và M trên đường delta có hoành độ lần lượt là 2 và 6. B nhỏ, cho vector U 2, 1. Hãy chứng tỏ vector M0, M cùng phương với vector U. Định nghĩa, vector U được gọi là vector chỉ phương của đường thẳng delta nếu vector U khác vector 0 và giá của vector U song song hoặc trùng với delta. Nhận xét, nếu U là một vector chỉ phương của đường thẳng delta, thì K nhân vector U với K khác 0 cũng là một vector chỉ phương của delta. Do đó, một đường thẳng có vô số vector chỉ phương. Nhận xét 2. Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một vector chỉ phương của đường thẳng đó. Hai nhỏ, phương trình tham số của đường thẳng. A nhỏ, định nghĩa, trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng delta đi qua điểm M0, X0, Y0 và nhận vector U, U1, U2 làm vector chỉ phương. Với mỗi điểm M, tọa độ XY bất kỳ trong mặt phẳng, ta có vector M0, M bằng X trừ X0 và Y trừ Y0. Khi đó, M thuộc delta tương đương với vector M0, M cùng phương với vector U. Tương đương với vector M0, M bằng T nhân vector U. Tương đương với X trừ X0 bằng T nhân U1. Y trừ Y0 bằng T nhân U2. Tương đương với X bằng X0 cộng T U1. Y bằng Y0 cộng T U2. Ta gọi hệ phương trình này là biểu thức 1. Hệ phương trình 1 được gọi là phương trình tham số của đường thẳng delta. Trong đó, T là tham số. Cho T một giá trị cụ thể thì ta xác định được một điểm trên đường thẳng delta. Hoạt động 2. Hãy tìm một điểm có tọa độ xác định và một vector chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số x bằng 5 trừ 6t, y bằng 2 cộng 8t. B nhỏ, liên hệ giữa vector chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng. Cho đường thẳng delta có phương trình tham số x bằng x0 cộng t u1, y bằng y0 cộng t nhân u2. Nếu u1 khác 0 thì từ phương trình tham số của delta ta có t bằng x trừ x0 chia u1, y trừ y0 bằng t nhân u2. Suy ra y trừ y0 bằng u2 chia u1 nhân với mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Đặt k bằng u2 chia u1, ta được y trừ y0 bằng k nhân với mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc. Gọi A là giao điểm của delta với trục hoành. AV là tia thuộc delta ở về nửa mặt phẳng tọa độ phía trên chứa tia OI. Đặt alpha bằng góc XAV, ta thấy K bằng tăng alpha. Số K chính là hệ số góc của đường thẳng delta mà ta đã biết ở lớp 9, hình 3-4. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Như vậy, nếu đường thẳng delta có vector chỉ phương U bằng U1, U2 với U1 khác 0, thì delta có hệ số góc K bằng U2 chia U1. Hoạt động 3. Tìm hệ số góc của đường thẳng D có vector chỉ phương U bằng trừ 1 căn bậc 2 của 3. Ví dụ, viết phương trình tham số của đường thẳng D đi qua hai điểm A, 2, 3 và B, 3, 1. Tính hệ số góc của đường thẳng D. Giải, vì D đi qua A và B nên D có vector chỉ phương AB bằng 1 trừ 2. Phương trình tham số của D là X bằng 2 cộng T, Y bằng 3 trừ 2 nhân T. Hệ số góc của D là K bằng U2 chia U1 bằng
Trừ 2 chia 1 bằng trừ 2. Ba nhỏ, vector pháp tuyến của đường thẳng. Hoạt động 4, cho đường thẳng delta có phương trình x bằng trừ 5 cộng 2t, y bằng 4 cộng 3t và vector n 3 trừ 2. Hãy chứng tỏ vector n vuông góc với vector chỉ phương của delta. Định nghĩa, vector n được gọi là vector pháp tuyến của đường thẳng delta nếu vector n khác vector 0 và vector n vuông góc với vector chỉ phương của delta. Nhận xét thứ nhất, nếu vector n là một vector pháp tuyến của đường thẳng delta thì k nhân vector n với k khác 0 cũng là một vector pháp tuyến của delta. Do đó, một đường thẳng có vô số vector pháp tuyến. Nhận xét 2. Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một vector pháp tuyến của nó. 4 nhỏ, phương trình tổng quát của đường thẳng. Trong mặt phẳng tọa độ OXY cho đường thẳng delta đi qua điểm M0, X0, Y0 và nhận vector N, A, B làm vector pháp tuyến. Với mỗi điểm M có tọa độ x, y bất kỳ thuộc mặt phẳng, ta có vector M0, M bằng x trừ x0, y trừ y0. Khi đó, M có tọa độ là x, y thuộc delta tương đương với vector N vuông góc với vector M0, M tương đương với A nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc cộng B nhân mở ngoặc y trừ y0 đóng ngoặc bằng 0 tương đương với AX cộng BY cộng mở ngoặc trừ A nhân x0 trừ B nhân y0 đóng ngoặc bằng 0 tương đương với AX cộng BY cộng C bằng 0 với C bằng trừ AX0 trừ BY0. A nhỏ, định nghĩa. Phương trình AX cộng BY cộng C bằng 0 với A và B không đồng thời bằng 0 được gọi là phương trình tổng quát của đường thẳng. Nhận xét, nếu đường thẳng D có phương trình là AX cộng BY cộng C bằng 0 thì delta có vector pháp tuyến là N bằng AB và có vector chỉ phương là U bằng trừ BA. Hoạt động 5. Hãy chứng minh nhận xét trên. B nhỏ. Ví dụ, lập phương trình tổng quát của đường thẳng delta đi qua hai điểm. A có tọa độ 2, 2 và B 4, 3. Giải. Đường thẳng delta đi qua hai điểm AB nên có vector chỉ phương là vector AB bằng 2, 1. Từ đó suy ra delta có vector pháp tuyến là N trừ 1, 2. Vậy đường thẳng delta có phương trình tổng quát là trừ 1 nhân mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc cộng 2 nhân mở ngoặc y trừ 2 đóng ngoặc bằng 0 hay x trừ 2y cộng 2 bằng 0. Hoạt động 6. Hãy tìm tọa độ của vector chỉ phương của đường thẳng có phương trình 3x cộng 4y cộng 5 bằng 0. C nhỏ, các trường hợp đặc biệt. Cho đường thẳng delta có phương trình tổng quát AX cộng BY cộng C bằng 0. Ta gọi đây là phương trình 1. Trường hợp thứ nhất. Nếu A bằng 0, phương trình 1 trở thành BY cộng C bằng 0 hay Y bằng trừ C chia B. Khi đó đường thẳng delta vuông góc với trục OY tại điểm 0 trừ C chia B, hình 36. Các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Trường hợp 2, nếu B bằng 0, phương trình 1 trở thành AX cộng C bằng 0 hay X bằng trừ C chia A. Khi đó đường thẳng delta vuông góc với trục OX tại điểm trừ C chia A, 0, hình 37. Trường hợp 3, nếu C bằng 0, phương trình 1 trở thành AX cộng BY bằng 0. Khi đó đường thẳng delta đi qua góc tọa độ O. Trường hợp 4, nếu A, B, C đều khác 0, ta có thể đưa phương trình 1 về dạng x chia A0
cộng y chia b không bằng một, gọi đây là phương trình hai, với a không bằng trừ c chia a, b không bằng trừ c chia b. Phương trình hai được gọi là phương trình đường thẳng theo đoạn chắn. Đường thẳng này cách OX và OY lần lượt tại M có tọa độ A0, 0 và N có tọa độ 0, B0, hình 39. Hoạt động 7. Trong mặt phẳng OXY, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây. D1, X trừ 2Y bằng 0. D2, X bằng 2. D3, Y cộng 1 bằng 0. D4, X chia 8 cộng Y chia 4 bằng 1. Năm nhỏ, vị trí tương đối của hai đường thẳng. Xét hai đường thẳng delta 1 và delta 2 có phương trình tổng quát lần lượt là A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0 và A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Tọa độ giao điểm của delta 1 và delta 2 là nghiệm của hệ phương trình. A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0. A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Ta gọi đây là hệ phương trình 1. Ta có các trường hợp sau. A nhỏ. Hệ 1 có một nghiệm X0, Y0. Khi đó, delta 1 cắt delta 2 tại điểm M0 có tọa độ là X0, Y0. Trường hợp B. Hệ 1 có vô số nghiệm. Khi đó, delta 1 trùng với delta 2. Trường hợp C. Hệ 1 vô nghiệm, khi đó delta 1 và delta 2 không có điểm chung, hay delta 1 song song với delta 2. Ví dụ, cho đường thẳng D có phương trình x trừ y cộng 1 bằng 0. Xét vị trí tương đối của D với mỗi đường thẳng sau. Delta 1 có phương trình 2x cộng y trừ 4 bằng 0. Delta 2 có phương trình x trừ y trừ 1 bằng 0. Delta 3 có phương trình 2x trừ 2y cộng 2 bằng 0. Giải A nhỏ. Xét D và delta 1. Ta có hệ phương trình x trừ y cộng 1 bằng 0. 2x cộng y trừ 4 bằng 0. Có nghiệm 1, 2. Vậy D cắt delta 1 tại M có tọa độ 1, 2, hình 30. B nhỏ. Xét D và delta 2. Hệ phương trình x trừ y cộng 1 bằng 0. X trừ y trừ 1 bằng 0. Vô nghiệm. Vậy D song song với delta 2. Hình 31. C nhỏ. Xét D và delta 3. Hệ phương trình x trừ y cộng 1 bằng 0. Gọi là phương trình 1. 2x trừ 2y cộng 2 bằng 0. Gọi là phương trình 2. Có vô số nghiệm vì các hệ số của phương trình 1 và phương trình 2 tỷ lệ. Vậy, D trùng với delta 3, hình 312. Hoạt động 8. Xét vị trí tương đối của đường thẳng delta. X trừ 2y cộng 1 bằng 0 với mỗi đường thẳng sau. D1 trừ 3x cộng 6y trừ 3 bằng 0. D2 y bằng trừ 2x. D3, 2x cộng 5 bằng 4y. 6 nhỏ, góc giữa hai đường thẳng. Hoạt động 9. Cho hình chữ nhật ABCD, có tâm y, và các cạnh AB bằng 1, AD bằng căn bậc 2 của 3. Tính số đo các góc AID và DIC. Hình 33, các bạn nhờ giáo viên hướng dẫn thêm. Hai đường thẳng delta 1 và delta 2 cắt nhau, tạo thành 4 góc. Nếu delta 1 không vuông góc với delta 2, thì góc nhọn trong số 4 góc đó được gọi là góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2. Nếu delta 1 vuông góc với delta 2, thì ta nói góc giữa delta 1 và delta 2 bằng 90 độ. Trường hợp delta 1 và delta 2 song song hoặc trùng nhau, thì ta quy ước góc giữa delta 1 và delta 2 bằng 0 độ. Như vậy, góc giữa hai đường thẳng luôn luôn bé hơn hoặc bằng 90 độ. Góc giữa hai đường thẳng delta 1 và delta 2 được ký hiệu là mở ngoặc delta 1 phẩy delta 2
với ký hiệu góc ở phía trên đầu, đóng ngoặc, hoặc mở ngoặc delta 1, phẩy delta 2, đóng ngoặc. Cho hai đường thẳng delta 1 A1X cộng B1Y cộng C1 bằng 0, delta 2 A2X cộng B2Y cộng C2 bằng 0. Đặt phi bằng góc giữa delta 1 và delta 2 thì ta thấy phi bằng hoặc bù với góc giữa vector N1 và vector N2, trong đó N1, N2 lần lượt là vector pháp tuyến của delta 1 và delta 2. Vì cos phi lớn hơn hoặc bằng 0 nên ta suy ra cos phi bằng trị tuyệt đối của cos góc tạo bởi giữa hai vector N1 và N2 bằng trị tuyệt đối của vector N1 nhân vector N2 chia cho trị tuyệt đối của vector N1 nhân trị tuyệt đối của vector N2. Vậy, cos phi bằng trị tuyệt đối của A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 chia cho căn bậc 2 của A1 bình phương cộng B1 bình phương nhân với căn bậc 2 của A2 bình phương cộng B2 bình phương. Chú ý 1. Delta 1 vuông góc với delta 2 khi và chỉ khi vector N1 vuông góc với vector N2 tương đương với A1 nhân A2 cộng B1 nhân B2 bằng 0. Chú ý 2. Nếu delta 1 và delta 2 có phương trình y bằng k1x cộng m1 và y bằng k2x cộng m2 thì delta 1 vuông góc với delta 2 khi và chỉ khi k1 nhân k2 bằng -1. 7 nhỏ. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng. Trong mặt phẳng OXY cho đường thẳng delta có phương trình AX cộng BY cộng C bằng 0 và điểm M0 có tọa độ X0, Y0. Khoảng cách từ điểm M0 đến đường thẳng delta ký hiệu là D nhỏ, mở ngoặc M0, phải delta, đóng ngoặc, được tính bởi công thức D từ M0 đến delta bằng trị tuyệt đối của A, X0 cộng B, Y0 cộng C chia cho căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Chứng minh phương trình tham số của đường thẳng M đi qua điểm M0 có tọa độ là x0, y0 và vuông góc với đường thẳng delta là x bằng x0 cộng t nhân a, y bằng y0 cộng t nhân b. Trong đó vector n, a, b là vector pháp tuyến của delta. Giao điểm H của đường thẳng M và delta ứng với giá trị của tham số là nghiệm th của phương trình a nhân mở ngoặc x0 cộng TA đóng ngoặc cộng B nhân mở ngoặc y0 cộng TB đóng ngoặc cộng C bằng 0. Ta có TH bằng trừ AX0 cộng BY0 cộng C chia A bình phương cộng B bình phương. Vậy điểm H có tọa độ x0 cộng TH nhân A y0 cộng TH nhân B. Từ đó suy ra, khoảng cách từ điểm M đến delta bằng M0H bằng căn bậc 2 của mở ngoặc XH trừ X0 đóng ngoặc bình phương cộng mở ngoặc YH trừ Y0 đóng ngoặc bình phương bằng căn bậc 2 của mở ngoặc A bình phương cộng B bình phương đóng ngoặc nhân TH bình phương bằng trị tuyệt đối của AX0 cộng BY0 cộng C chia căn bậc 2 của A bình phương cộng B bình phương. Hoạt động 10. Tính khoảng cách từ các điểm M có tọa độ trừ 2, 1 và điểm O tọa độ 0, 0 đến đường thẳng delta có phương trình 3X trừ 2Y trừ 1 bằng 0. Câu hỏi và bài tập. Câu 1. Lập phương trình tham số của đường thẳng D trong mỗi trường hợp sau: a nhỏ, d đi qua điểm M có tọa độ 2, 1 và có vector chỉ phương u bằng 3, 4; b nhỏ, d đi qua điểm M có tọa độ trừ 2, 3 và có vector pháp tuyến là n bằng 5, 1. Câu 2.
Lập phương trình tổng quát của đường thẳng delta trong mỗi trường hợp sau. A nhỏ, delta đi qua điểm M có tọa độ -5, -8 và có hệ số góc k bằng -3. B nhỏ, delta đi qua hai điểm A có tọa độ 2, 1 và B có tọa độ -4, -5. Câu 3. Cho tam giác ABC. Biết điểm A có tọa độ 1, 4, B 3, -1 và C 6, 2. A nhỏ, lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA. B nhỏ, lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM. Câu 4. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm M có tọa độ 4, 0 và điểm N có tọa độ 0, -1. Câu 5. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng D1 và D2 sau đây. A nhỏ, D1, 4x trừ 10y cộng 1 bằng 0 và D2, x cộng y cộng 2 bằng 0. B nhỏ, D1, 12x trừ 6y cộng 10 bằng 0 và D2 được xác định bởi hệ phương trình x bằng 5 cộng t, y bằng 3 cộng 2t. C nhỏ, D1, 8x cộng 10y trừ 12 bằng 0 và D2 được xác định bởi hệ phương trình x bằng -6 cộng 5t, y bằng 6 trừ 4t. Câu 6. Cho đường thẳng D có phương trình tham số x bằng 2 cộng 2t, y bằng 3 cộng t. Tìm điểm M thuộc D và cấp điểm A có tọa độ 0, 1, một khoảng bằng 5. Câu 7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng D1 và D2 lần lượt có phương trình D1, 4x trừ 2y cộng 6 bằng 0 và D2, x trừ 3y cộng 1 bằng 0. Câu 8. Tìm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau. A nhỏ, điểm A có tọa độ 3, 5. Đường thẳng delta có phương trình 4x cộng 3y cộng 1 bằng 0. B nhỏ, điểm B có tọa độ 1, -2. Đường thẳng D có phương trình 3x trừ 4y trừ 26 bằng 0. C nhỏ, điểm C có tọa độ 1, 2 và đường thẳng M có phương trình 3x cộng 4y trừ 11 bằng 0. Câu 9. Tìm bán kính của đường tròn tâm C có tọa độ -2, -2 tiếp xúc với đường thẳng delta 5x cộng 12y trừ 10 bằng 0. Cảm ơn đã xem, mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo.